Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Mọi người cũng biết là lạc hay còn gọi là đậu phộng là một cái loại nông sản mà mang lại cái giá trị kinh tế khá là cao cho bà con. Hiện nay thì máy móc ra đời trồng cũng như là việc thu hoạch nó sẽ giảm thiểu được cái chi phí cho bà con của mình. Thay vì như trước đây phải nhổ từng khóm này, xong rũ này, thì bây giờ có máy móc ra đời thay thế để bà con nhàn hơn. Và cái sản phẩm ngày hôm nay mình muốn review cho mọi người, giới thiệu đến tất cả mọi người, đó là sản phẩm máy thu hoạch lạc. Thu hoạch đậu phộng thương hiệu của Turbo và với model là TBL 2004, cái sản phẩm này đang được bà con đón nhận giúp trong quá trình mà thu hoạch lạc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Làm cái ngày thu hoạch thì chúng ta chỉ cần đi cái chiếc máy này thôi và sẽ rất là nhanh, đậu phộng sẽ được thu hoạch một cách nhanh chóng. Với sản phẩm này thì ở đây mình đang lắp một chiếc đầu nổ D8 theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra thì các bạn còn có thể lắp theo nhu cầu của mình nữa, tùy vào cái nhu cầu năng suất của mình cần bao nhiêu thì mình sẽ lắp các cái loại đầu nổ khác nhau. Cấu tạo khá là đơn giản, chỉ gồm một phần dàn thu hoạch lạc và một phần đầu thu hoạch này sẽ di chuyển bằng các bánh xích ở đây. Và đây là cái bộ sới để lạc của chúng ta sẽ được bật ra khỏi gốc và ra khỏi đất để chúng ta có thể thu hoạch một cách dễ dàng. Có thể điều chỉnh được cái lưỡi đây tùy vào cái độ sâu của lạc và hoặc là tùy vào cái chất lượng đất của chúng ta. Và mọi người có thể điều chỉnh được từ 10 cho đến 18cm. Mọi người chỉ cần vặn hai cái ốc này và di chuyển cái lưỡi này thôi. Khoảng cách giữa hai bên này là 45cm. Bên trên này là phần đầu nổ kéo ở bộ số 6. Mọi người sẽ di chuyển bằng phần cần gạt này. Gạt lên, gạt sang, gạt xuống. Rất là dễ dàng quá. Đầu kéo kết hợp với phần đầu nổ bằng trục dây cura. Và dây cura ở đây là dây cura rãnh đôi. Và cái trục bu ly là trục bu ly to, giúp máy của chúng ta hoạt động nhiều giờ đồng hồ. Giúp máy của chúng ta hoạt động được nhiều giờ đồng hồ. Một điểm lưu ý cho khách hàng là khi mà mọi người sử dụng máy, mọi người nhớ mình phải đổ nhớt hộp số, để tránh trong cái trường hợp ở lâu ngày mà chúng ta quên bổ nhớt thì máy của chúng ta sẽ khó nổ cũng như là sẽ hư hỏng các cái bộ phận ở bên trong máy. Sản phẩm này thì có kết hợp bánh lốp khá là to với đường kính là 60cm và bề dày của nó là 15cm để giúp máy di chuyển được ở các cái địa hình hơi gồ ghề.
rất là dễ dàng. Và một điểm lưu ý cho khách hàng trong quá trình mà mình sử dụng máy thu hoạch lạc, máy thu hoạch đậu phộng này là trước mỗi một lần chúng ta vận hành máy, mọi người sẽ kiểm tra tại các cái vị trí ốc, siết thật chặt tại các vị trí ốc này. Bởi vì khi mà vào ruộng lạc, ruộng đậu phộng rồi mà có bị rớt mất chi tiết thì rất là khó để chúng ta có thể tìm lại. Với việc lắp đầu nổ D8 một giờ, năng suất thu được là từ 2 cho đến 2,5 mẫu. Đôi khi là sẽ tùy thuộc vào cái tính chất đất của chúng ta. Khi mà mọi người nhận máy thì Vinmax sẽ có kỹ thuật viên gọi điện để hỗ trợ hướng dẫn mọi người cách làm máy làm sao. Ngoài ra thì sẽ có một cái bảng chi tiết đi kèm để hướng dẫn bảo trì máy tại các cái đường xích này. Thì mọi người nhớ là cho mỡ bò để cái vị trí ốc này không bị hư hỏng hao mòn trong quá trình vận hành, hạn chế được tối đa cái sự hao mòn đấy. Nhờ có máy thu hoạch lạc này mà bà con nông dân tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như là công sức lao động, không còn phải cúi quá nhiều. Hết mùa thu hoạch lạc thì mọi người có thể tháo cái dàn này ra, lắp cái bộ sới vào cái sản phẩm này để chúng ta có thể tận dụng lại cái đầu máy để mọi người có thể tới đất này làm cỏ này, sử dụng cho các cái mục đích khác nhau đều có thể được. Và với sản phẩm này thì Vinmax đang phân phối ra thị trường và vận chuyển toàn quốc cho khách hàng. Nên là nếu quý vị và các bạn mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn để được các bạn tư vấn viên của Vinmax sẽ tư vấn cho khách hàng để lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp nhất. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.